Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay, trước băn khoăn về việc chưa công khai minh bạch về thông tin việc quy hoạch lại ga Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không có lợi ích nhóm trong dự án này và đây mới chỉ là thiết kế do bên công ty của tư vấn công trình này. Giải trình với cử tri, người đứng đầu chính quyền thành phố khẳng định Hà Nội thuê đơn vị tư vấn Nhật Bản là Liken Seikei. Có nhiều kinh nghiệm, từng nghiên cứu nhiều ga trung tâm kết nối phương tiện công cộng ở Nhật Bản và trên thế giới. Việc nghiên cứu quy hoạch ga Hà Nội từ năm 2013, trong đó đưa ra hai phương án là ga Hà Nội giữ nguyên và cải tạo hạ tầng xung quanh ga. Khu vực ga sẽ được cải tạo, xây thêm diện tích phục vụ điều hành đường sắt và không đưa người dân vào ở đây. Lãnh đạo Hà Nội cho biết, hiện xung quanh ga có 5 dự án triển khai là đường sắt đô thị số 1, đường sắt đô thị số 3, cải tạo hồ Linh Quang, dự án kéo dài đường Trần Quý Cáp và cải tạo hồ Văn Chương. Các dự án này đang thực hiện rời rạc nên thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu tích hợp với nhau cho đồng bộ, từ đó có ý tưởng đồ án quy hoạch ga Hà Nội và vùng phụ cận. Khu vực lân cận ga Hà Nội đang giới hạn chiều cao tối đa là 18 tầng, hồ Văn Chương tối đa là 24 tầng. Tuy nhiên, thăm dò ý kiến ở đây, có tới 80% người dân khu vực này muốn tái định cư tại chỗ, nên tư vấn Nhật Bản đã đề xuất nâng cao tầng để phục vụ người dân tái định cư. Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết, hiện đồ án quy hoạch được lấy ý kiến của các ban ngành, sau đó sẽ công bố lấy ý kiến của người dân và dự kiến sẽ trưng bày tại khu phố đi bộ cũng như sảnh ga Hà Nội. Một lần nữa là tôi dám khẳng định là không có lợi ích nhóm ở đây cả. Nhưng vấn đề các nhà tư vấn đưa ra một cái nội dung tại sao họ đưa ra thì có một cái lời giải đáp là chúng ta phải tích hợp tất cả 5 dự án này để tạo ra một cái sự đồng bộ. Và ở đây chúng ta thiết kế những cái này là cho tương lai một vài trăm năm, chứ không phải cho một vài chục năm. Cũng tại hội nghị, nhiều cử tri đặt lại câu hỏi về tiến độ xử lý cải tạo và nạo vét hồ Hoàn Kiếm. Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đã lấy ý kiến của các nhà khoa học và dự kiến sẽ tiến hành trong 100 ngày, kết thúc trước Tết âm lịch Mậu Tuất 2018. Cho nên chính vì chúng ta sẽ triển khai cái việc nạo vét 56.000 mét khối bùn tại hồ Hoàn Kiếm. Cái thứ hai là sẽ làm sạch nước hồ Hoàn Kiếm. Và cái thứ ba là sẽ cung cấp cho hồ Hoàn Kiếm là 360 mét khối nước một ngày, tức là bổ cập cái nước để trên cơ sở đó để đảm bảo một cái mực nước thường xuyên của hồ. Cũng liên quan tới vấn đề trật tự xây dựng, trước những băn khoăn về tiến độ xử lý sai phạm của công trình 8B Lê Trực, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định đang tìm phương án an toàn nhất để xử lý phần giật cấp thuộc về giai đoạn 2, chứ Hà Nội không nhượng bộ hay chiều theo ý kiến của chủ đầu tư là xin được giữ nguyên phần sai phạm.